Rất là bình thường, bỗng một ngày bình thường như mọi ngày thôi. Tại vì nghe nói là chị 10 tuổi thì chị có đi cấy được 1 năm và đi cắt lúa được 1 năm, còn đi chăn bò được 2 năm cho bố mẹ rồi. Nhà chị thì anh chị em đông nhưng mà kinh tế cũng khó khăn, với lại thằng em thì chị ấy nó bị bệnh phổi từ nhỏ mà nên nó khá là yếu, nên là bố mẹ chị cũng vất. Thì đến năm 10 tuổi bình thường đi học chạy, đang chạy nhà bé chị nhỏ nhưng chị nhanh lắm, ai gọi là con bao la với con bát ngát, rồi bé và nó cứ mồm nó cứ oang oác như con gà ấy. À, xong rồi tự nhiên một ngày đi về, cả ngày hôm đấy bí đái không thể nào đi tiểu được, dù bụng rất là căng không thể nào ra được. Xong rồi đi xuống viện tỉnh thì khám thì bảo không có sỏi, chả có chi cả, nằm nó 3 ngày chạy sầm sầm, ngày hai phát tìm còn đầu cứ rất là ăn để chạy. Nhưng đến ngày thứ tư thì khi chị bước xuống giường thì đang bước để chuẩn bị ăn cơm thì chân bị khịt xuống chỗ nào. Đến ngày thứ năm ra viện Hà Nội luôn, ra đó bác sĩ bảo là bị viêm tụy cắt ngang, chọc tủy rồi kiểm tra này kia, viêm tụy cắt ngang. Ra đấy bác sĩ làm đủ kiểu, cứ lên mút đu mút gãy vào chân xem chân nó có buồn không, tay mua gõ vào đầu gối xem đầu gối có phản ứng co giật không, chả co gì. Xong rồi điều trị ở đó được khoảng hơn một tháng thì là hết viêm tủy, chuyển qua bệnh viện châm cứu thầy Thu nằm gần 3 năm châm ở đó. Châm giờ đến cái độ mà ông bác sĩ thích ông bác sĩ kia lắm, ông ấy là thạc sĩ mà ông cũng coi chị như con ấy, vì ông bằng tuổi chị bằng tuổi con gái bác gọi là con này là con yêu tinh của bệnh viện. Thì nó nằm quá lâu, nằm gần 3 năm mà chân không có phản ứng. Mỗi lần chị ở với mẹ ở Hà Nội nhưng mà bố thì lâu lâu ra thăm và tiếp tế cho hai mẹ con. Bố ra thì bố cũng hay hỏi bác sĩ là con bé nhà em có hy vọng gì không á. Bác sĩ chỉ bảo là rất là khó. Chị buồn, nhưng mà chị buồn không ai biết thôi. Ai bảo bi chứ không buồn. Chị khóc lóc cát một năm. Phải lạc quan mà sống thôi. Tại vì em buồn hay em lạc quan
đúng là đông quê bắc. Đánh đấy. Không, mẹ đã rồi. Đây, cho cô 3.000 nhá.